đưa người ta đi đâu mà chẳng nói chẳng rằng gì ấy. Lại còn mua đồ ăn nữa chứ. Nào là dứa này, lại còn trứng. Trông thế mà chăm bà bầu tốt phết nhở. Anh đưa em đi chụp ảnh cưới à? Thế mà không bảo em. Để em lên trên mạng à, em tra ra xem mà có cái studio nào đẹp thì mình chọn. Đấy, đưa đầm mà chụp cái nào xấu thì về lại bỏ cái ảnh phí lắm. Anh đưa em đi đăng ký kết hôn đúng không? Đi đăng ký kết hôn thì cũng phải báo em chứ. Em chẳng mang chứng minh thư đâu đấy. Bây giờ đi lên phường không mang chứng minh thư người ta cho làm được sao? Hỏi đi đâu cũng chả nói. Mình đâu? Chị cứ đến nơi rồi biết. Cứ phải làm cho cả mẹ cả con tim đập tình tình mới chịu không? Ghét. Sao lại đưa em đến đây? Tuần trước em vừa khám rồi. Đã đến lịch hẹn đâu? Thì cứ vào hả? Yến, chắc là muốn gặp con chứ gì? Đã nhìn thấy cái gì đâu? Con mình bây giờ mới có bé tí thì ti như hạt đậu ấy. Với cả khám ở đây vừa xa vừa đắt. Em đặt lịch khám định kỳ ở kia rồi. Thôi, cứ đi về kia khám nhá. Đi. Anh đưa em đến đây để giải quyết à? Anh xin lỗi, nhưng mà anh cũng suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ đẻ con ra, anh khổ, em khổ, rồi đứa bé cũng khổ. Thôi đi. Ai cho phép anh nói con tôi sẽ khổ? Đồ chó! Đi ẩn đây! Anh không nhận nó thì để tôi nuôi nó! Anh có quyền gì mà tước đi mạng sống của nó hả Điền? Đồ khốn nạn! Sao mày khốn nạn thế hả Điền? Bình, nghe anh nói đã! Tránh ra! Mày không xứng đáng là bố của nó! Điền ơi! Em cứ nghĩ anh là người hiền lành tử tế! Đã thế, con mày tự đẻ, tự nuôi, không lấy cần thằng nào cả. Con. Mình ơi. Làm mất bún, khỏe mẹ khỏe con. Ăn đi mày. Thôi, không khóc nữa. Ôi nín đi, ăn đi. Mày cứ khóc cái này nhá. Thế xong rồi em bé đẻ ra nó buồn đây. Thật á, tao điều mày làm gì? Làm ăn muốn riêu đi. Này. Đi. Đừng hiền lành tử tế. Ai ngờ ông ấy lại ác như thế. Ông ấy muốn bỏ tao thì bỏ. Tại sao lại lừa tao đến phòng khám để bỏ con? Đúng rồi, loại bố đẻ hú. Bố thế thì việc gì mà phải khóc. Chả xứng với mày đâu, bỏ đi. À không. Nhưng mà cái bố Điền thì bao năm ở chợ ấy. Ai mà chẳng biết bố là người lành tính hiền. Sao bố dám làm như thế được nhở? Mày tìm hiểu rõ nguyên nhân chưa? Biết đâu bố ấy có cái khúc mắc nguyên do gì thì làm sao? Mình cứ phải tìm hiểu cho nó kỹ vào. Chứ khóc gì mới khóc chứ. Tao không thương tao thì ít, nhưng mà tao thương con tao thì nhiều. Chưa thành hình đã bị thằng bố nó bỏ. Mồm thì cứ bảo là thương con rồi không chịu ăn thì thương cái gì. Ăn nhiều vào, khỏe mẹ khỏe con, lúc đấy có sức mà khóc. Ăn đi. Ăn thêm miếng giò ra. Ăn đi.
Không biết nào mà lần. Loại tầm ngầm dễ chết chết voi. Chuyện cái vàng tao ấy, có ai mà nghĩ để bố điền bố lại lấy.